Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu cho nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. Ông là nghệ sĩ nhân dân đầu tiên trong lĩnh vực âm nhạc được lựa chọn để trao tặng kỷ lục này bởi hai tiêu chí. Thứ nhất là nghệ sĩ nhân dân lớn tuổi nhất tính đến thời điểm hiện tại còn tham gia ca hát. Thứ hai, việc tham gia biểu diễn trên sân khấu của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu diễn ra đều đặn thường xuyên chứ không phải mức độ thỉnh thoảng. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu sinh ngày 23 tháng 4 năm 1936, năm nay 80 tuổi. Tuy đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn xuất hiện trong các chương trình phát thanh truyền hình, các sân khấu ca nhạc và tiếp tục làm công tác giảng dạy.